không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này vào năm mùa mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất Chúa ở cùng anh chị em và Nga. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô của chúng ta, vừa là Cha rộng lòng từ bi và nhân ái, và là Thiên Chúa hằng sáng hằng nâng đỡ của ta, vừa luôn nâng đỡ của ta chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Ngày ấy Chúa đã đào binh sẽ
kết tán tất cả các dân trên núi này với người, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tăng bao trùm muôn dân và tấm khăn điệp trải trên muôn nước. Người kia được sự chết đến muôn đời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên gương mặt và vẫn còn bằng tất sự phù hộ của những người. Vì người phán như vậy, và ngày đó người ta sẽ nói: Này Chúa của chúng ta đã trở lời người và người sẽ cứu chúng ta. Vì là cha nơi người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta đã nhận hoa và vô mình trong ơn người cứu rồi. Đó là lời Chúa. Giờ đây chúng ta cùng là kết thật ca mà chúng ta xin lời cầu nguyện. Ở trên chúng ta dân thủ, Chúa con và nhớ Chúa là Đấng là chủ sự sống và sự chết, là Đấng đang đứng trước chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, đã tấm khăn điệp trải trên mọi nước, và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn. Khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ chết trước, giờ đây xin yêu xin Chúa nói chuyện chúc mừng cho những ta cuộc này để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì hiểu hơn mỗi người qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho việc quá cố. Đồng thời khi mang lấy những ta cuộc này, những người còn sống liên kết trong yêu thương luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Đúng lời Chúa là thật nhất có thể cứu con người khỏi sự đổ sự trước và được đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng ta cầu xin của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Gặp lại cha, ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi, cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương. Đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn, bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con tay tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn, bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con đạo lành. Chúng ta sẽ lời cầu nguyện. Lời Chúa, Chúa là lời cầu cảnh chân thành và Chúa biết những điều chúng con còn mong ước. Chúng con cầu xin Chúa đưa đến người thân yêu của chúng con tới để bỏ thế gian, ước gì
được thân yêu của một con đó Pedro được sống với Chúa, được vui được đến ngoài tới trường Chúa đang tỏ vào tới trời. Không, khi dài đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con. Tôi tin tình nơi Chúa thánh thần, tôi tin bao.
kết tha tội tôi tin xa khỏi người này sau sống này tôi tin nào sống khỏi amen. Chúa con ơi xin vượt sâu kêu lên Chúa xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang hãy lắng nghe tiếng con cầu xin nếu Chúa chấp tội nào ai dối được bởi Chúa lòng có lòng đầy cùng nghe lời Chúa ban thương con đã trông thấy Chúa linh hồn con thấy vì lời Chúa đây nhìn người đã trông thấy Chúa những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hãy trông thấy người cho đêm thì người dân nhân lành này thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay này lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin tiêu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được lý yên na nghe. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán thấy rằng con nay xin vì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng được nên các linh hồn ở liên tục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa kiên đảm cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàng soi cho liên amen. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn từ lộ qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa ông cũng đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn từ lộ qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn về dấu qua chốn nấu sầu. Xin vì công nghiệp nâng nữ đồng trinh và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Và lạy đây con dâng Chúa những hy sinh để đền bù thay bao tội tình các ngày dài xa chốn một mình dân đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô muôn tội tình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô và dân tới phúc vinh muôn đời. Này đây dòng nước tan thương người đi và này đây bao cay đắng lúc phân ly Thank you.
trang và lan trang bản hương kính thưa tất cả các cụ tôn các bạn cùng toàn thể anh em họ hàng đồng loạt trở ra các phẩm xuất gia liêm gia và con núi xóm. Hôm nay anh của chúng con là anh Pedro những con tâm được Chúa gọi về. Giờ đây cha đã đến gia đình chúng con để ban bí tích thân đề cho gia đình chúng con và cho chính anh Pedro những con tâm chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn. Xin ta tạ cảm ơn cha, xin cảm ơn tất cả các thủ công các bạn cùng toàn thể ban một vùng đó là hồng văn ban các đoàn ban kèm đội linh đã đến chia sẻ dân hồi ca nốt nhạc khánh để toàn thể cho linh hồn phê rô anh em của chúng con. Một lần nữa chúng con xin cúi đầu cảm tạ trong lúc tổ chức này. Chúng con có đầy đủ kiên quyết xin cha và tất cả mọi người đều được nhớ. Con xin cúi đầu cảm tạ. Sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đang
trần gian, mấy ai biết ngày hợp tan. Hôm qua hỉ hoan, đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã xa, lời ca nhiều xót xa. Phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở.
Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Chân đi qua tháng năm vội vàng,
có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến tan. Thân con tồn tại trong Chúa mà về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay xin được trời cho đức vua anh tận xuống, xưa nay mọi sự trong ngoài
con cõi cùng đứng quên ngài con 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 đứng quên ngài Chúa Chúa là Đấng chọn tớ chọn này vô cùng Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời cứu nạn chịu chết vì con mà con đã có lòng phán kịch lỗi nghe cùng Chúa thì con có buồn đau đớn cùng chê ghét mấy tội con chê hết mọi sự con rất mong chờ ngài và nhờ ơn Chúa thì con sẽ thanh xa dịp tôi làm việc đền tội cho xứng đáng nghe. Lạy cho chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng được Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước Chúa giơ tay giật tan lửa
thành cho mẹ Chúa Trời. Xin Chúa Trời cho con lời chúng con nghe trong từ gian nan tiêu tốn nương tựa đồng trên những điều sao hằng cho chúng con cho khỏi mọi sự dư âm miên lại con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi. Cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Sống chỉ giết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ dõi theo con với cả cuối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi. Cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ
thấm xuống hồn. Từ giờ rồi, 16 giờ 37 phút ngày 26 tháng
12 năm 2023, tức ngày 14 tháng 11, Quý Mão, gồm có 61 tuổi. Điều 2, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Đồng Văn, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Phạm Đồng và tổ quốc kỳ làm nhiệm vụ phủ quốc kỳ công trực bên linh cứu thực hiện lễ này. Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Đồng Văn, Chủ tịch Nguyễn Văn Thái đã ký. Tổ quốc kỳ phần đi phủ quốc kỳ. Thank you.
đã chuẩn bị đến giờ làm lễ truy điệu ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ban tổ chức lễ tang của dân phố và thắp hương. Đã đến giờ làm lễ truy điệu ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm. Ban tổ chức lễ tang tổ dân phố và bắt đầu xin mời toàn thể các quý vị có mặt tại gia đình các chủ hãy đứng lên để dự lễ truy điệu. Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1963 tại Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trú tại số nhà 662 đường Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam. Do tuổi cao, do mắc bệnh, ông đã tạ thế hồi 16:37 ngày 26/12/2023. Tức ngày 14/11/1 hưởng thọ 64 tuổi. Lễ tưởng niệm của hồi 8:27/12/2023 tức ngày 15/11 năm Quý Mão. Lễ viếng lúc 8:30 cùng ngày. Lễ truy điệu và lễ tưởng tang vào hồi 7:15 ngày 28/12/2023 an táng tại nghĩa trang nhân dân phường Duy Vinh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ban quản lý tổ dân phố Phạm Văn Đồng số 08/2023 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Đồng Văn ngày 26/12/2023 quyết định thành lập ban lễ tang ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm. Căn cứ luật tổ chức hội đồng nhân dân, căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thông tin về việc tổ chức tang lễ, căn cứ quy ước của tổ dân phố Phạm Văn Đồng đã được nhân dân thông qua về việc tổ chức tang lễ đối với người qua đời. Xét đề nghị của ban tổ chức tổ dân phố Phạm Văn Đồng cùng gia đình quyết định điều 1 thành lập ban lễ tang gồm các ông bà có tên dưới đây: 1 bà Đinh Thị Lan, tổ trưởng tổ dân phố Phạm Văn Đồng, trưởng ban; 2 ông Đặng Hùng Thanh, ban tổ chức phó ban; 3 ông Đỗ Văn Tiến, dân phòng ủy viên; 4 ông Lê Quang Vũ, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ủy viên; và Nguyễn Thị Văn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Phạm Văn Đồng ủy viên. Ông Bùi Thị Tuyến, ban tổ chức. Về phía gia đình, ông Nguyễn Hữu Vị, đại diện gia đình. Điều 2, những ông bà có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm cùng gia đình tổ chức lễ tang cho ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm và điều hành theo đúng quy định của địa phương đã đề ra. Điều 3, những người dự lễ tang, lễ truy điệu và lễ đưa tang ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm phải tuyệt đối tuân theo sự điều hành hướng dẫn của ban tổ chức trong quá trình hành tang để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Điều 4, những ông bà có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trưởng ban lễ tang và Đinh Thị Lan đã ký. Tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng và giới thiệu kính mời bà Đinh Thị Lan, tổ trưởng tổ dân phố, lên gặp lời hiếu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, linh hồn ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm
kính thưa ban tổ chức lễ tang, các ban ngành đoàn thể chính trị, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh, kính thưa toàn thể giáo quyến, các bậc thông gia, liên gia, bạn bè thân hữu gần xa, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2023, tiết trời đông giá lạnh, chúng tôi nhận được tin báo nguồn ông Nguyễn Văn Tâm đã chút hơi thở cuối cùng và kinh nghiệm chúng ta về với tổ tiên, về với Chúa và con của bác họ hàng gần xa, cùng toàn thể nhân dân chúng ta hội tụ về đây bao nỗi do thương và chứng kiến cảnh chiên đi tăng tóc và thương được người cha thân thương của các con, người ông yêu quý của các cháu, người con của dòng họ Nguyễn và họ Phan, hội viên cựu chiến binh ra đi về nơi an nghỉ vĩnh hằng nơi đất Chúa. Ông Nguyễn Văn Tâm sinh ngày 3 tháng 5 năm 1963. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân thuần khiết. Bố mẹ thân sinh ra ông được 8 anh em trai. Ông là người con trai thứ 5 trong gia đình. Tuy gia đình đông anh em, bố mẹ phải chạy bữa no bữa đói để lo cho các con nên người. Nhưng ông đã được bố mẹ cho ăn học bằng cả. Khi lớn lên, ông cùng cha mẹ tham gia ruộng đồng và phụ giúp cha mẹ buôn bán. Năm 1982, khi đế quốc Mỹ kết quả Việt Nam đầu năm nghe sang đô hộ của nước ta, trước cảnh đất nước bị đô hộ, ông đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ông đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tiếp tục tham gia sản xuất, và ông nay đã là hội viên cựu chiến binh Việt Nam. Năm 1989, ông đã kết duyên cùng bà Phan Thị Thu, quê Ngọc Thị, Duy Minh. Ông đã sinh hạ được 2 người con, một trai, một gái, và con của ông đều chăm lo học giỏi, đều đỗ đại học và đã có công ăn việc làm ổn định. Và con của ông đã xây dựng gia đình, con dâu của ông ngoan hiền và ông có một chồng rể hiền lành chịu khó. Ông có 2 cháu, một cháu nội và một cháu ngoại. Các con, các cháu của ông đều ngoan hiền hiếu thảo đối với bố mẹ, ông già. Ông Tâm ơi, 61 tuổi đời mà ông các bộ đã ra đi, suốt cuộc đời gian dung tất cả, sớm hôm để lo cho gia đình, lo cho các con, các cháu. Dù cuộc sống có đang đoan tất cả, ông vẫn không quên cảm kẻ đồng ngũ. Ngoài xã hội, ông luôn chú toàn là một công dân mẫu mực, luôn chấp hành mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong gia đình, ông là một người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực của các con, người ông hiện vật yêu thương các cháu, sớm trưa chiều đón các cháu đến trường. Đối với họ hàng, gia tộc, họ hàng phố, ai ai cũng đều trân quý và tôn trọng. Ông Tâm ơi, ông đã đi một tổn thất vô cùng lớn lao đối với người và đầu với mạng đề chia sẻ sự vô. Ông là trụ cột trong gia đình, từ nay biết trông cậy và ai. Các con, các cháu của ông hiện nay, ông quản ai chia sẻ bằng cha, nỗi con kiên của cuộc đời từ đầu tập đến đã lúc vẫn cha của các con. Để giờ đây,
các con phải khổ ôi cha quá sứ. Dẫu biết rằng quy luật của tạo hóa có sinh thì ác có tử, nhưng mỗi người chúng ta có mặt tại đây cũng không khỏi bồi hồi xúc động phải chứng kiến sự chia ly tan tóc. Ông ta mới thế nào từ nay họ đến họ phát mất đi người có hiểu nào, có nỗi đau nào hơn nỗi đau hay nghĩa ra 100 tuổi ngồi khóc con. Chào ơi, nắng vàng quạt ở trên cây, lá xanh đụng xuống nỗi đau sẽ lòng. Ông ta mới ông mất đi chi hội cựu chiến binh, mất đi một hội viên cơn mẫu tổ dân phố, mất đi một công dân mẫu mực cả quá hàng xóm, mất đi một người chia sẻ sớm mô trong giờ phút đau thương lớn nhau này. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và xuất hiện xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến và xin cầu chúc cho linh hồn ông mau được siêu thoát về đất trời với Chúa. Ông sống khôn thắt thiên, ông độ cho vợ cho con cho các cháu và mọi người chân trần thế được bình an. Ông thân ơi, Đức Mẹ trên cao đã giang tay đón ông. Chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng tôi phải xa ông mãi mãi. Để thể hiện tình cảm của người tử nạn đối với ông trước lúc đi xa, tôi đề nghị có thể chúng ta kể một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới ông. Một mặc niệm tập trung. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hữu Thị đại diện cho gia đình có vài lời phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu. Kính thưa các lãnh đạo chính quyền, bố Phạm Văn Đồng, kính thưa họ giáo đồng văn, kính thưa các cụ ông các bà, kính thưa chú bác cô dì, bạn bè thân thích gần xa, các tộc thông gia liên gia cùng toàn bà con phố phố trong làng, kính thưa ban kèm đồng nhà sứ Đồng Linh, kính thưa ban kèm đồng nhà sứ Ngọc Hùng, hôm nay người anh em của chúng tôi được nhớ vài lời. Mỗi người chúng ta đều có một cuốn sổ để ghi lại cuộc đời của chúng ta. Từ khi mở cuộc sổ cuộc đời ra, đã ghi tên ông Nguyễn Du Vero Nguyễn Văn Công. Sau khi được ghi vào sổ và theo cuộc sống bươn trải của mọi người, mở cuộc sổ ra ta lại nhìn thấy ông được 21.900 ngày nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn. Sau đó lại thấy quyển sổ ghi ông đã nhắm mắt xuôi tay. Đây là một sự tổn thất rất lớn lao của gia đình họ Mạc chúng tôi. Mẹ mất con, vợ mất chồng, cháu mất ông,
một mất mát rất lớn lao không thể bù đắp nổi. Sau khi ông Tâm được Chúa bảo vệ, đã được tất cả các cụ công tác bà, ban lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể đã đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin một lòng cảm ơn đến các cụ công các bà. Và sau khi đây, đến giờ đưa ra linh cứu của ông Phêrôn Văn Tâm đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi xin kính mời tất cả các cụ công các bà sau khi được bố yên mà đẹp, xin mời tất cả các cụ công các bà và toàn thể mọi người hiện diện nơi đây trở về tác gia chúng tôi để ăn bữa cơm chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Giờ đây chúng tôi trong lúc tổ chức tăng gia có những điều khiếm khuyết, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ, đồng bái tạ với mọi người. Chúng tôi xin đồng bái tạ, xin cảm ơn. Trong ông từ lâu bóng mẹ đâu,
xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư này thôn thức lệ rơi những nghẹn lời. Tâm tư này thôn thức lệ rơi. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ bí xót thương muôn vàng. Phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan ngài. Con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế,
để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa.
Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Cuộc sống của chúng ta đó là một cuộc ra đi và trở về. Chúng ta ra đi vào cuộc sống trần gian này để chúng ta gieo hạt giống của lời Chúa, gieo những hạt giống của yêu thương, của bác ái, để rồi khi chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta đem về cho Chúa những hoa trái, đó là những việc lành phúc đức của mỗi chúng ta, để rồi chúng ta sẽ được Thiên Chúa thưởng công cho những cố gắng, những hy sinh không biết mệt mỏi của mỗi chúng ta trong cuộc sống trần gian. Ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm cách đây 61 năm cũng đã được Chúa sai đi vào trong mảnh đất trần gian này. Sau 61 năm, quý biết bao nhiêu những vui buồn, biết bao những vất vả gian lao, hôm nay ông được trở về với Thiên Chúa, trở về trong niềm vui hân hoan vì được gặp gỡ Thiên Chúa đứng mà ông tôn thờ yêu mến, trong niềm hân hoan bởi vì ông đem về cho Chúa những hoa trái của 61 năm sống đời dương thế. Chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho ông Phêrô để xin Chúa cho ông được về gặp Chúa là hạnh phúc, là sự sống muôn đời của ông cũng như của mỗi chúng ta. Và chúng ta cũng xin Chúa cho ông được nghỉ ngơi bên Chúa sau những năm tháng buôn ba nơi trần gian, để ông được nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh nước trời. Đồng thời chúng ta cũng dâng thánh lễ để xin Chúa còn những gì thiếu sót, lầm lỡ nơi thân phận cuộc đời của ông Phêrô, thì xin Chúa lấy tình cha mà thứ tha để ông sớm được chung hưởng hạnh phúc với Chúa và cộng đoàn các thánh trên trời. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Nói việc làm và những điều thiếu sót lỗi thời tôi như thường. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng xót thương người tội lỗi và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho bậc thánh nhân, ngày hôm nay chúng con tiến đưa ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phúc với các người Chúa tròn,
chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói: đây Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì, Người đã dẫn tôi về bên ngàn suối mát, tôi ăn uống thỏa thê thêm sương cho hồn. Chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường, dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi. Dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù, Người đã xứng trên đầu thơm người lai lá, tôi vui sướng thành thơi vì Chúa thương hồn tôi. Cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn, Người là Chúa nhân từ hằng thương người công chính,
tôi vui sướng thỏa thơi êm mãi thay nhà ngươi. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta đang ở trần gian là túp lều, lầy bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, không do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là nơi lưu lạc xa Chúa. Vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chứ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Anh chị em tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì Thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Khi nói về cái chết thì chắc chắn chưa có ai trong chúng ta
có cái sự cảm nghiệm về cái chết. Bởi vì chưa có ai chết đi để rồi sống lại, sau đó kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện về thế giới sau cái chết. Không có ai chết đi sống lại như Lazaro. Và chúng ta dù chưa có cảm nghiệm về cái chết hay là kinh nghiệm về, nhưng mà chúng ta lại có được những cái kinh nghiệm về sự chết và thấy rằng cái chết là một sự nghiệt ngã, là một đau buồn của cuộc đời. Bởi lẽ chết là một sự chấm dứt mọi sự ở thế gian này. Ngay cả hơi thở của chúng ta cũng chấm dứt. Chết đó là một sự đột ngột và không báo trước. Kinh Thánh miêu tả cái sự đột ngột của cái chết như là người thợ dệt đang mải dệt đời mình bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàm chỉ. Bởi vì cái chết luôn bất ngờ và đột ngột nên Chúa Giêsu Ngài đã cảnh tỉnh mỗi người chúng ta phải sẵn sàng và tỉnh thức. Đồng thời Chúa cũng dùng rất nhiều dụ ngôn để mời gọi chúng ta sống cái tinh thần tỉnh thức như vậy. Ví dụ như dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, hay dụ ngôn người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới trở về giữa đêm khuya. Mỗi người chúng ta là một thợ dệt đang mải dệt nên những cái giấc mơ đẹp cho cuộc đời của mình, với biết bao nhiêu những mơ ước, kế hoạch, dự định cho tương lai, cho gia đình cũng như là công ăn việc làm. Tuy nhiên khi cái chết ập đến thì tất cả sẽ chấm dứt. Một người đang sống khỏe mạnh bỗng trở thành cái xác không hồn. Những cái giấc mơ ngày nào trở thành trống rỗng. Những cái công việc thì bỏ lại tất cả, kể cả những cái kế hoạch dù có được dự tính nên chương trình cũng tiêu tan. Như thế, nếu nhìn cuộc đời theo cái nhìn con người thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái sự bi quan chán nản. Vì cái chết đến bất ngờ cắt đứt ngay hàm chỉ của người thợ dệt. Tuy nhiên với chúng ta là những người tin vào Chúa thì sự chết là một sự chấm dứt cuộc sống đời này, chứ không phải là một sự kết thúc hay là một cái sự chung cuộc cho số phận của con người. Vì chúng ta luôn tin rằng linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, đau khổ sự chết không làm gì được họ. Đức tin cũng khẳng định với chúng ta rằng khi con người nhắm mắt xuôi tay thì không đi vào cõi hư vô, mà vẫn đang tiếp tục ôm ấp những cái giấc mơ hy vọng cho cuộc sống của mình. Cũng như hạt lúa mì khi gieo vào lòng đất, dù có mục nát đi vẫn mang cái giấc mơ trở thành một cây lúa mới sinh hoa trái dồi dào. Nếu như cuộc sống là một cuộc lữ hành thì cái chết là một cuộc đích điểm. Nếu cuộc sống là một cuộc ra đi thì cái chết là một cuộc trở về. Nếu cuộc sống là một ước mơ thì cái chết đem lại cho chúng ta những gì mà chúng ta mơ ước. Và niềm mơ ước của chúng ta nơi cuộc sống trần gian này không phải là danh vọng, tiền bạc, chức quyền, mà mơ ước của chúng ta đó là được hưởng nhan thánh Chúa, được sống mãi mãi với Chúa. Nếu như cuộc sống của chúng ta là một hy vọng
thì cái chết nó giúp chúng ta đạt được những cái mà chúng ta kỳ vọng, đó là sự sống đời đời. Nếu cuộc sống là một sự đợi chờ thì cái chết giúp chúng ta đạt được những gì chúng ta mong mỏi. Và nếu như cuộc sống là một cuộc lữ hành đức tin thì cho dù chúng ta không thấy Chúa, cái chết sẽ giúp chúng ta được nhìn thấy Chúa một cách nhãn tiền. Bởi vì khi chúng ta sống ở trần gian này, chúng ta nhờ đức tin, chúng ta tin Chúa qua con mắt của đức tin. Nhưng khi chúng ta vượt qua cái chết, chúng ta sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa một cách nhãn tiền. Tức là Thiên Chúa như thế nào thì chúng ta sẽ được nhìn thấy Ngài như vậy. Vì thế mà con người sau khi chết vẫn hiện diện ở một cái hình thái khác. Chết chỉ là một sự chấm dứt chứ không phải là một sự chấm hết, không phải là một sự trở về cõi hư vô. Nên cho dù trong những cái giây phút đau thương tiễn biệt, cộng đoàn chúng ta vẫn hát lên những cái bài thánh ca tràn đầy hy vọng và niềm cậy trông, đồng thời khẳng định với chúng ta sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và đích điểm của con người là được hưởng vinh quang đời đời với Chúa, chứ không phải trở về cõi hư vô như làn khói tan bay trước gió. Kính thưa anh chị em, cái chết là một sự chấm dứt cuộc đời con người. Tất cả phải bỏ lại hết, người thân, gia đình, bạn bè, nhà cửa, cũng như tất cả những công danh sự nghiệp khác. Cái chết là một sự trở về với Thiên Chúa. Và khi trở về với Chúa, chúng ta sẽ mang được những gì? Chắc chắn khi trở về với Chúa, chúng ta không thể mang theo một túi tiền hay là một bao vàng bạc của cải hay là những cái bằng cấp. Chúng ta không thể đem được những cái vật chất, công danh, chức vị. Những gì chúng ta có thể mang được khi chúng ta về với Chúa, đó là những việc lành phúc đức, những điều tốt đẹp, những điều thiện, điều lành mà chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời của mình. Và đó cũng là cái mà Chúa sẽ dựa vào đó để thưởng công cho chúng ta. Sau đó trong cái bài đọc 2, chúng ta đã nghe Thầy muốn nói mọi người sẽ phải ra trình diện trước tòa Chúa, để ai nấy sẽ được Thiên Chúa thưởng công tùy theo những gì họ đã làm. Còn bài tin mừng chúng ta vừa nghe còn được gọi là tám mối phúc thật. Đó là những cái hạnh phúc thật, chứ không phải là những cái hạnh phúc trống qua đời này. Hạnh phúc thật chỉ có Thiên Chúa mới ban tặng cho chúng ta cái hạnh phúc đó mà thôi. Nhưng làm thế nào để chúng ta được những cái hạnh phúc thật như vậy? Chúa chúc lành cho những ai nghèo khổ, Chúa chúc lành cho những ai hiền lành, Chúa chúc lành cho những ai biết khao khát sống cuộc đời công chính, Chúa chúc lành cho những ai biết xót thương nhau và xót thương những người khác, Chúa chúc lành cho những ai sống cuộc đời trong sạch, Chúa chúc lành cho những ai sống xây dựng hòa bình, sống hòa thuận với mọi người, Chúa chúc lành cho những ai vì Chúa, vì đạo mà bị bách hại, bắt bớ. Kính thưa anh chị em, ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm sau 61 năm sống ở trần gian, ông đã tin vào Chúa và chắc cũng đã thực hiện được những mối phúc mà Chúa đã giao giảng và mời gọi.
Chúng ta xin Chúa cho ông Phêrô sau khi hoàn tất cuộc đời trần đăng, hôm nay trở về với Chúa, được nhìn thấy Chúa, được gặp gỡ Chúa, được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, đó chính là niềm mong đợi, đó chính là hy vọng và khát vọng của ông trong suốt cuộc sống trần gian. Bởi vì ông cũng biết rằng cuộc sống trần gian này nó không phải là hạnh phúc thật, nó chỉ là sự tạm bợ chóng qua. Còn hạnh phúc ở đời sau, hạnh phúc nơi Chúa, hạnh phúc sống bên Chúa, hạnh phúc sống bên cộng đoàn các thánh mới là hạnh phúc thật. Và có lẽ ông cũng đã hiểu được điều đó và cũng đã cố gắng sống những cái mỗi phúc mà Chúa mời gọi trong bài tin mừng. Và khi sống những cái mỗi phúc mời gọi đó, ông đã vững lòng cậy trông vào Chúa trong mọi lúc gian nan của cuộc sống, lúc mạnh khỏe hay lúc ốm đau, lúc thành công hay thất bại, đều biết cậy trông vào Chúa, bởi vì Chúa mới là hạnh phúc đích thực. Hôm nay chúng ta dâng lễ, chúng ta cầu nguyện cho ông Phêrô, để xin Chúa cho ông Phêrô được hưởng những phúc lành mà ông đã cố gắng sống trong suốt 61 năm hành trình dương thế, cho ông được gặp gỡ Thiên Chúa, đứng mà ông khát khao và mong đợi. Thì hôm nay ông được nhãn tiền nhìn thấy Thiên Chúa, được Thiên Chúa dẫn vào đồng cỏ xanh nước trời, được Thiên Chúa cho tham dự vào bữa tiệc sự sống với Chúa. Như bài đọc một sách Isaiah nói về việc Thiên Chúa mở tiệc thiết đãi muôn dân của Ngài trên núi thánh của Chúa. Ở đó không còn đau khổ, không còn chết chóc, không còn nước mắt, không còn chia ly, và tất cả chúng ta được sống với nhau trong niềm vui có Thiên Chúa là Cha và là hạnh phúc đích thực của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng dâng thánh lễ để xin Chúa còn những gì bất toàn, thiếu sót nơi bổn phận công việc của ông Phêrô, thì cậy nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin Chúa rộng lượng thứ tha, để ông sớm được hưởng vinh quang với Chúa, được hưởng những phúc lành mà Chúa đã mời gọi, và đó cũng là những phúc lành mà ông đã ao ước, đã cố gắng sống trong suốt cuộc đời dương thế của mình. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi trong bình an, trong hạnh phúc của Chúa đến muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đang mặc khải, người là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi chu toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc an táng và từ biệt ông Phêrô, người thân yêu của chúng ta đây, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung tín rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn Phêrô sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian,
giờ đây được Chúa xót thương và đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Giêsu con Chúa sống lại từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa nhận lời chúng con kêu cầu mà ban sức mạnh nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tế lạy trong ngày an táng ông Phêrô. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người quá cố. Nếu vì yếu đuối lầm lỡ mà tôi tới Chúa đây hãy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi Người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng ngắt bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở lên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Năm Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ni trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Đu Xe Bản Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho nước ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là ông Phêrô hôm nay đã lìa cõi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch nỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và chúng ta hướng về thứ hai, chúng ta cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài tôi Chúa là ông Phêrô mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi Chúa là ông Phêrô được cứu độ và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chân chiêm lành ôm vào lòng đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Lạy Chúa, con ở dưới vực. Xin cứu lấy cả linh hồn cho khỏi tù ngục mà được. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Thank you.
Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh em của chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn ông Phêrô sẽ được sống lại với Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban muôn ân huệ dồi dào cho người anh em của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và bằng chứng của sự các thánh thông công trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đời ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới Chúa là ông Phêrô của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trước khi chúng ta tiến đưa ông Phêrô đến ăn nghỉ cuối cùng, một lần nữa thay lời cho cộng đoàn, Cha cũng như mọi người hiện diện gửi lời phân ưu tới cụ bà như bà quả phụ và gia đình trước sự ra đi của ông Phêrô. Chúng ta thấy khi một người nằm xuống thì bao giờ cũng để lại những cái sự đau thương mất mát cho những người còn ở lại. Tuy nhiên chúng ta thấy cuộc sống trần gian của chúng ta chỉ có chấm dứt chứ không chấm hết. Đó là một cuộc để chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta đi vào cõi sống, đó là chúng ta được về gặp Thiên Chúa. Và chấm dứt cuộc sống trần gian để rồi chúng ta đi về cuộc sống Thiên Quốc, chúng ta hưởng niềm vui hạnh phúc với Chúa, là nơi mà chúng ta, mỗi người chúng ta cần đi tới. Hôm nay ông Phêrô đã đi về với Chúa, về với cùng đích của mình là chính Thiên Chúa. Và chắc chắn ông cũng sẽ cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được hưởng niềm nhiều ơn lành của Chúa, cũng như chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa cho linh hồn ông Phêrô còn những gì thiếu sót, yếu đuối của thân phận con người, thì xin Chúa cũng rộng lòng thứ tha và đón ông vào nước Chúa, và cũng cho chúng ta một ngày nào đó sẽ hy vọng gặp lại ông trong nước trời. Giờ đây chúng ta tiến đưa ông tới nơi ăn nghỉ cuối cùng, đợi ngày Chúa cho được sống lại. Trọng kính Cha Phêrô, kính thưa ban mục vụ nhà xứ Động Linh, kính thưa ban mục vụ họ giáo Đồng Văn, kính thưa các hội đoàn, hội kèn nhà xứ Ngọc Thị, hội kèn nhà xứ Động Linh, hội trống nhà xứ Động Linh, kính thưa ban ca đoàn giáo họ Đồng Văn, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè thân thích gần xa, các bậc thông gia liên gia, bà con khối phố. Hôm nay ngày mà tiễn đưa ông Phêrô của chúng con với ăn nghỉ cuối cùng, ông Phêrô của chúng con như một cuốn sách khi mở ra trang đầu tiên đã thấy ghi ông Phêrô với văn tâm được chịu các phép bí tích trong đạo, sau đó rồi một thời gian làm ăn sinh sống, đến ngày giờ Chúa gọi mới có gần một tháng nay, gia đình con rất là sốc bởi vì bệnh tình quá nặng nề,
không thể qua khỏi đã được cha Giuse Bùi Quang Tào ở nhà thờ Phủ Lý ra tận bệnh viện để sức dầu thánh cho bệnh nhân mới được vài ba tiếng đã thấy trở về nhà rồi. Đó là cái dấu ấn mà cuốn sổ đã ghi và ghi lại một cái câu rất là đau xót: ông đã nhắm mắt xuôi tay về với Chúa. Với con mắt người đời, gia đình con mất đi một người, bà mẹ già hãy còn sống mất đi một người con, bà vợ mất đi một người chồng, các con mất đi một người cha, họ hàng thân thích chúng con mất một người anh em, bà con núi phố mất một người bạn bè cực tốt lành. Giờ đây chúng con không biết nói gì hơn, trước tiên xin được tạ ơn Thiên Chúa và chúc cha Phêrô thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện, để cha chu toàn bổn mạng của bề trên đã trao phó cho cha, và đồng thời cha cũng là người dẫn dắt đoàn chiên chúng con đón nhận được tình yêu của Chúa. Đồng thời con cũng xin cảm ơn tất cả các hội đoàn, các cộng đoàn thể, các bậc thông gia ông, thông gia niên gia, các bà con nối phố đã đưa tiễn tiến đưa người anh em của chúng con về lễ an nghỉ cuối cùng, đã dâng thánh lễ, cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm chúng con. Giờ đây sắp đến giờ đưa linh cữu của người anh em chúng con ra ngoài nghĩa trang, tại nghĩa trang thôn quê nhà, thôn Động Linh. Sau đó được khi mối yên mả đẹp, con xin mời cha và tất cả mọi người, các ban ngành đoàn thể trở lại gia đình con ăn bữa cơm chia buồn cùng với gia đình chúng con. Trong lúc tăng gia bối rối, chúng con còn rất nhiều thiếu sót, có điều gì xin cha và cộng đoàn lượng thứ cho chúng con. Gia đình con đồng bái khấn, con xin cảm ơn. Một đời sống cho tôi, một
một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Già như tôi đưa tiễn một người tình rất hiền, thì phôi pha năm tháng thường đau rồi cũng tan. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha. Vì mẹ cha tôi đó một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Tay trắng chẳng đìa vì danh vọng, thì kiên tâm cố gắng không bao giờ luống không. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu. Cha tôi đó một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Già như tôi có mất một người bạn ân cần, quanh tôi vẫn có thật nhiều bạn dễ thân. Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha. Vì mẹ cha tôi đó một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời giàu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người. Thank you.
mỗi con người là hạt bụi đất, đường Chúa thương cho nên hình hài. Vì Chúa thương bao con một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Tôi là Chúa, xin con là tôi
kính kính Đức Chúa Trời là Cha phép hắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu làm đời quan phong Siêu Phi La Tô chịu đau lên trên cây thánh giá chết và táng xác xuống ngục Tô Tông ngày thứ ba bởi trong khe chết mà sống lại ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép các vô cùng ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến và tín hữu, chúng ta sắp kết thúc nghi lễ an táng ông Phêrô theo truyền thống Kitô giáo. Giờ đây chúng ta còn đang gần gũi ông Phêrô, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã bởi đất mà ra. Nên không có gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện để gửi gắm ông Phêrô cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác cho Chúa người thân yêu của chúng con là ông Phêrô. Dưới ánh mắt người đời, ông Phêrô đã chết, nhưng xin cho ông Phêrô được sống bên Chúa. Xin Chúa cũng mở lượng hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi tội lỗi ông Phêrô đã sai phạm vì yếu đuối khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương người con của Chúa là ông Phêrô được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa tỏa ánh tôn nhan, làm cho ông Phêrô sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người thân yêu của chúng con là ông Phêrô ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng con xin trả về lòng đất thân xác này là thân xác bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Giêsu Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của người. Vì thế chúng ta xin phó thác ông Phêrô cho Chúa, xin người đón nhận ông Phêrô vào chốn bình an và cho ông Phêrô sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Marta khi em cô qua đời: Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Xin mọi người đáp xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời đời cho ông Phêrô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng phép rửa mà thánh hóa người tín hữu này, xin thương nhận ông Phêrô vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình và máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng người tín hữu này nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin đón nhận ông Phêrô vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang thương khóc người tín hữu này, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trông cậy sẽ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.
xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, mà tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha chúng con cho chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa nhân từ, khi còn sống, ông Phêrô đã nguyện theo ý Chúa. Nay ông Phêrô đã qua đời, thì xin Chúa rủ lòng thương, tha phạt những hành vi tội lỗi của ông Phêrô. Và cũng như khi còn ở trần thế, ông Phêrô được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con. Nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây, ước gì nhờ tình thương của Chúa, ông Phêrô cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông Phêrô được yên nghỉ muôn đời. Amen. Cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông Phêrô. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bơi trời mà xuống thế gian 33 năm chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được dối thì dạy chúng con, xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn Phêrô đã qua khỏi thế này. Bây giờ chúng con đọc kinh cầu nguyện cho cùng, xin mở cửa tù giặc cho ra mà đem lên chôn đầy mọi phúc. Muôn sức sống của tôi ở đời Thiên Chúa, nơi mùa xuân không mua, xuôi nguồn năm tháng chẳng vơi. Đời sao mãi tranh vinh, con đường sao mãi dầm bềnh. Và những chỗ đau thương, sức nào nâng đỡ cho tôi. Xin con xin phó thác một đón trong tay Ngài. Ngài là đấng vì chúng và giấc mơ từ nắng. Chúng con trông cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chờ chế chờ bao lời chúng con nguyện trong những ngày đang yêu thương Đức Chúa Đồng Chí Thiện Vì Sáng Nam chúng con đã phải mọi sự gian nan. Nghi thức lần cuối, nghi thức hạ viện của ông Phêrô đến đây đã hoàn tất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ông Phêrô và những người hữu trách tiếp tục công việc còn lại. Và sau đây có một vị đại diện cho tang quyến nên có đôi lời cảm ơn khi ông bà và tổng đoàn xin kính mời ông. Kính thưa các cụ, công các bà, cùng toàn thể các hội đoàn. Giờ đây chúng ta đã đưa ông Phêrô về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin thay mặt các gia đình xin đa tạ cảm ơn tất cả các cụ công các bà, toàn thể bà con lối xóm, các bậc thông gia, chuyên gia, bạn bè gần xa đã đến để đưa tiễn đưa ông đến nơi ăn nghỉ cuối cùng này sau khi mối yên mã đẹp. Gia đình chúng tôi xin mời tất cả giáo họ, đồng văn, ca đoàn, hội kèn, hội trống trở về gia đình tang gia chúng tôi để ăn bữa cơm chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, chúng tôi xin được lượng thứ, xin đa tạ cảm ơn. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng,
cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời, dâng phận người, dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi thật rồi. Người ra đi, đi về bên Chúa, chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Thank you.
cha dấu yêu. Một lần cuối xin xa từ, một lần cuối xin vĩnh biệt, vĩnh biệt bao người tôi dấu yêu. Xin đừng tiếc nuối làm chi, sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sau mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.